Xin chào các bạn Hôm nay là ngày 13 Tây tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Và ở Việt Nam bây giờ đã là ngày thứ ba Và chúng ta bắt đầu bước vào một tuần mới ở trong thị trường tài chính Và trong cái video này thường có một số những tài liệu, một số những thông tin thường muốn đem đến cho các bạn và chúng ta có thông tin liên quan tới thị trường tài chính và hôm nay thật sự thị trường tài chính rất là sôi so động nhưng mà chủ yếu là thị trường chứng khoán và cũng một số thông tin khác à, Thường muốn đem đến cho các bạn liên quan tới thị trường crypto nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì một cái thông tin đầu tiên thường muốn mang đến cho các bạn đó chính là những cái video lừa đảo ở trên YouTube hiện bây giờ Có rất nhiều bạn cũng đã comment nhắn tin nhận hỏi về vấn đề này Thì để hướng cho các bạn một cái ví dụ trên màn hình các bạn thấy được là đây là một cái video Trong đó có bà thật Buterin là người mà đồng sáng lập ra Ethereum Thì đây là một cái ví dụ tại vì những người lừa đảo họ sử dụng những cái video có sẵn trước đây của những người nổi tiếng như là Vitalik Buterin hay là những người đứng đầu như giáng như là XRP thậm chí là Elon Musk của công ty Tesla họ sẽ play một cái video sau đó dụ các bạn đưa tiền cho họ họ sẽ nói là đây là một cái trò chơi đã chính thức được tổ chức bởi đội Ethereum hay là bởi công ty Tesla hay là à, bởi đội của XRP chẳng hạn các bạn chỉ cần là gửi tiền của mình gửi đồng XRP hay là đồng Ethereum vào cái địa chỉ ví sau đó thì họ sẽ gửi lại gấp hai lần, gấp năm lần, gấp 10 lần cho các bạn tại vì họ đang kỷ niệm gì đó hay là họ đang ăn mừng gì đó hay là họ chỉ muốn trả lời cộng đồng tại vì họ cảm thấy là cộng đồng đã hỗ trợ họ quá nhiều nhưng mà đương nhiên đây chỉ là những cái thông điệp lừa đảo các bạn gửi tiền tới cho họ các bạn sẽ không nhận được gì hết chỉ có là bị mất tiền mà thôi nhưng mà đáng tiếc là có rất nhiều người vẫn tiếp tục gửi tiền tới những cái video lừa đảo này khiến cho họ mất đi rất nhiều tiền. Và bây giờ thì những video đảo này càng ngày càng lộng hành hơn. Tại vì các bạn thấy là trước đây họ vẫn livestream những cái trò chơi này nhưng mà không có như bây giờ là họ mua quảng cáo trên Youtube luôn. Do họ để những quảng cáo này trước những cái video liên quan tới crypto hay là video liên quan tới tài chính. Khiến cho ảnh hưởng tới những cái creator, những người mà làm video như là Thuận và một số những Youtuber khác Và đương nhiên những video này là mua quảng cáo trực tiếp từ Youtube chứ không phải là thông qua bất cứ một Youtuber nào. Cho nên các bạn cần phải cẩn thận. Và đã có rất nhiều à, những youtuber đã phản ảnh với lại youtube các bạn thấy được là ngay cái bài viết này ở trên coindesk cũng đã phản ảnh về cái vấn đề này nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì youtube vẫn chưa có đưa ra một quyết định nào hay là vẫn chưa có làm gì về vấn đề này hết trong khi mà các bạn thấy là những cái youtuber bình thường à, thường hay là bị youtube xóa video thậm chí là bị tắt đi cả kênh nhưng mà những người mà lừa đảo thì có thể là à, hẳn hơi để mà họ mua quảng cáo để mà lừa đảo mọi người trên youtube hoàn toàn không có đây gì hết đây là một cái vấn đề mà các bạn cũng đã biết à, ở trên youtube ngay cái kênh của thuần các bạn cũng đã biết đã từng bị rất nhiều gậy thì youtube và thậm chí là bị xóa đi hàng loạt những video cách đây không lâu cách đây khoảng chừng là 4 tháng các bạn cũng đã nhớ cái vấn đề đó và cuối cùng thì youtube cũng đã trả lời kênh cho thuần nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng không nhận được một lời giải thích gì gọi là hợp lý đó là một điều mà thuần đã từng chia sẻ với các bạn nhưng mà các bạn cần phải cẩn thận liên quan đến những cái video lừa đảo này đó là điều mà thuần muốn chia sẻ à, trong cái đề tài này Kế tiếp thì các bạn thấy được là giá cả của BTC thì không có sự thay đổi nhiều Chúng ta thấy là bây giờ vẫn xoay quanh cái mức là 9220, 9219 Không có nhiều cái sự khác biệt so với cái giá cả lúc ngày hôm qua khi mà thường làm video Nhưng mà chúng ta lại thấy có một số những altcoin có cái sự tăng trưởng rất là mạnh khiến cho nhiều người thì có sự liên tưởng là giống như là chúng ta đang sống trở lại cái thời kỳ năm 2017 khi mà cái mùa altcoin nổi ra thì câu hỏi bây giờ là có phải altcoin đã trở lại hay là không chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà một đề tài khác tôi muốn đem đến cho các bạn đó chính là liên quan tới sàn coinbase đây là một cái tin tức mà đã được chia sẻ cách đây vài ngày và cũng có khá nhiều bạn hỏi thuận về tin tức liên quan tới có phải là coinbase sắp sửa ipo có nghĩa là có phải là Coinbase sắp sửa lên sàn chứng khoán hay là không thì để thường giải thích cho các bạn về cái vấn đề này trước hết đây chỉ là một cái lời đồn có nghĩa là cho đến ngày hôm nay thì công ty Coinbase hay là SEC nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ vẫn chưa có ra một thông báo chính thức gì là công ty Coinbase sắp sửa lên sàn giao dịch chứng khoán tại vì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy bất cứ một cái giấy tờ nào từ công ty Coinbase điền đơn để được duyệt bởi ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ để Coinbase có thể bán chứng khoán cho nên cho đến ngày hôm nay đây chỉ là một cái lời đồn tuy nhiên nhiều người mà biết về cái sự kiện này nói là Coinbase đã bắt đầu mướn hay là đã bắt đầu nói chuyện với một số những cái ngân hàng đầu tư và thậm chí nhân luật sư để Coinbase uh, bắt đầu tiến hành cái việc mà bán cổ phiếu của mình và đương nhiên khi chúng ta nói tới lên sàn là chúng ta nói tới lên sàn giao dịch chứng khoán để mà giao dịch uh, chứng khoán trực tiếp một công ty mà từ công ty tư nhân mà lên trên sàn thì trở thành một cái công ty công cộng mọi người đều có thể mua bán cổ phiếu của công ty đó như chúng ta thấy được những công ty như là coca cola chẳng hạn đây là một cái đề tài mà thường cảm thấy là có sự chính xác cao hơn tại vì nó được chia sẻ bởi nhà báo reuters nếu như đây là một cái kế đề tài mà được chia sẻ bởi những cái nhà báo nhỏ hơn thì thường phải xem xét lại nhưng mà thường cảm thấy là cái tính chính xác thì có thể là có nhưng mà đây vẫn chỉ là một cái lời đồn và một điều mà khác hơn nữa là Thùng muốn chia sẻ với các bạn là nhiều người thì đưa ra những cái bài viết liên quan tới Coinbase chuẩn bị uh, có IPO chuẩn bị bán cổ phiếu uh, ra bên ngoài Thật ra cái điều mà được nói tới trong bài viết này liên quan tới Coinbase là Coinbase không phải là bán IPO mà Coinbase bán cổ phiếu thông qua một cái chiến lược khác gọi là Direct Listing thì cái sự khác biệt giữa các bạn bán cổ phiếu như là các bạn lên trên sàn mà bán cổ phiếu cho người dân với lại các bạn bán cổ phiếu thông qua direct listing có nghĩa là IPO và direct listing cái sự khác biệt ở đây đó chính là IPO thì lúc đó là các bạn à, bán những cái cổ phiếu mới lý do tại sao mà một công ty muốn lên trên sàn thông qua cái chiến ngược IPO là tại vì à, họ muốn kiếm được à, một số vốn có nghĩa là họ bán cái cổ phần công ty để mà gây dựng vốn để mà họ dùng cái tiền đó để mà phát triển công ty. Cái đó gọi là IPO Initial Public Offering hay là ở trong uh, crypto chúng ta có IEO Initial Exchange Offering hay là chúng ta có ICO Initial Coin Offering. Thì IPO là cái cách mà các bạn có thể kêu uh, gọi được vốn bằng cách là bán cổ phần thông qua chiến lược IPO nhưng mà Coinbase thì thông qua chiến lược direct listing có nghĩa là trong cái chiến lược này thì Coinbase cũng sẽ lên sàn và cũng sẽ có cái cổ phiếu nhưng mà cổ phiếu đó không phải là cổ phiếu mới mà cái cổ phần đó là đến từ những người mà đã đầu tư vào công ty Coinbase sau khi mà cái cổ phần công ty Coinbase lên sàn chứng khoán thì những người mà lưu trữ cổ phần bây giờ họ có thể là bán à, trực tiếp trên sàn thay vì bây giờ là một công ty tư nhân thì có nghĩa là nếu như các bạn à, có cổ phần của công ty Coinbase các bạn chỉ có thể bán cho người nào mà muốn mua trực tiếp từ các bạn và thường có nhiều hạn chế cho nên người đó là phải là một cái accredited investor có nghĩa là một người đó là phải có cái vốn đầu tư nhiều hay là am hiểu về thị trường chứng khoán hay là có cái lương rất là cao để có thể mua được cổ phiếu trực tiếp từ một công ty tư nhân nhưng mà direct listing thì sau khi mà lên trên sàn thì những người mà đang lưu trữ cổ phiếu có thể bán ra từ sàn cho nên cái nguyên do mà một công ty muốn direct listing là họ không phải là kêu gọi vốn mà họ chỉ đơn giản là những nhà đầu tư cần một cái lối thoát, những nhà đầu tư cần một cái sàn giao dịch để họ có thể bán trực tiếp ra, có cái à, thanh khoản cao hơn là họ bán cho từng người. Đó là lý do tại sao mà một công ty lựa chọn direct listing và đó là cái điều mà công ty Coinbase muốn làm đó chính là thông qua direct listing để mà bán ra những cái cổ phần hiện tại. Thì có rất nhiều những bài viết trong vòng 2 3 ngày qua thường đã đọc khá nhiều liên quan tới việc là Coinbase lên trên sàn chứng khoán là tốt hay là xấu ảnh hưởng như thế nào. Thì thực ra mà nói là rất khó nói tại vì đối với Thuận thì cái tài liệu này thực ra nói tới ảnh hưởng trong thời gian ngắn hạn thì thực sự là hầu như là không có tại vì các cũng thấy được là khi mà họ lên trên sàn thì công ty Coinbase giả sử như đây là sự thật thì họ chỉ là bán thông qua direct listing thì tôi nghĩ là một những lý do tại sao mà họ muốn lên trên sàn tại vì có nhiều nhà đầu tư trong đó chúng ta cũng đã biết là có một số những nhà đầu tư để đầu tư lâu đời vào công ty coinbase như là new york stock exchange hay là chủ hay là tổng giám đốc của ngân hàng cd trước đây đó chính là William pandit thì những người này là những người mà đã đầu tư và công ty Coinbase từ những ngày đầu tiên và cái số tiền đó là họ đầu tư vào họ chôn số tiền đó ở công ty Coinbase. Tuy là bây giờ là công ty Coinbase à, đã bắt đầu trở thành một cái sàn giao dịch lớn ở Hoa Kỳ và cũng coi như là tầm cỡ trên thế giới. Nhưng mà nếu như mà mà họ muốn à, lấy lại tiền của mình và lấy lại cái số tiền lời, tại vì công ty Coinbase bây giờ là coi như là đáng giá rất là cao. Hồi năm 2018 thì lúc đó công ty Coinbase đã coi như đáng giá là 8 tỷ đô la. Cho nên tôi nghĩ là những người đầu tư những nhà đầu tiên, những nhà đầu tư đó bây giờ đã có lời rất là nhiều nhưng mà họ không có cách nào để mà dễ dàng lấy cái số tiền lời của mình bán cổ phần của mình nhưng mà họ có thể làm điều điều đó nếu như mà công ty Coinbase bán cổ phần thông qua direct listing thì đây là một cách mà nhà đầu tư cũ có thể là lấy lời số tiền vốn của mình cộng với lời số tiền lời chứ không hẳn là đây là một cái điều gì đó mà khiến cho mọi người xôn xao lên tuy nhiên cũng có một số những cái điều mà mình thường cảm thấy là cũng có lý đó chính là khi công ty Coinbase lên trên sàn chứng khoán thì coi như đây là cái sàn giao dịch crypto đầu tiên mà được lên trên sàn chứng khoán thì lúc đó cái sự quan tâm đến những nhà đầu tư liên quan đến crypto có thể là tăng hơn tại vì họ cảm thấy là thị crypto này có thể là nhiều người đã nghe nói tới nhưng mà vẫn chưa có rõ nhiều người cho là có nhiều cái sự nghi vấn nhiều người rất là lo ngại về thị trường này nhưng mà nếu như công ty Coinbase có thể lên được sàn chứng khoán thì coi như là cũng có tầm cỡ nhiều người sẽ có sự an tâm hơn và sẽ bắt đầu có hứng thú đó với thị trường crypto khi mà chúng ta thấy được là công ty coinbase khi mà lên trên sàn thì phải chia sẻ lợi nhuận mỗi quý là bao nhiêu mỗi năm là bao nhiêu và nếu như mà họ kiếm được nhiều tiền thì lúc đó sẽ thu hút hơn nhiều người vào trong thị trường crypto đây cũng là một điều có thể xảy ra tuy nhiên tất cả gì chúng ta mới vừa nói tới chỉ là tin đồn thậm chí muốn chia sẻ với các bạn tại vì bây giờ đây là một cái tin tức mà cũng gây ra nhiều cái sự xôn xao và trước khi mà chúng ta tiếp tục cái video này Nếu như các bạn muốn theo dõi thùng cáp video trên những mạng xã hội Các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này Các bạn sẽ tìm thấy những link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter Hay là các bạn là một trader, các bạn muốn tham gia những cái sàn giao dịch crypto Thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn nào Các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới Để tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng cáp Như là ưu đãi cho sàn Martin FX Hay là sàn Bybit hay là sàn Binance và sàn Coinbase đây là những cái ưu đãi mà dành cho những bạn nào mà đang xem chương trình tư thun Capital chúng ta bây giờ hãy nói tới cái đề tài kế tiếp của video ngày hôm nay điều kế tiếp mà cũng có nhiều người đang thuyết hay là đang nói tới hiện tại đó chính là cái total hash rate của Bitcoin cái nghĩa là tổng tốc độ đào của Bitcoin thì ngày lại càng tăng lên các bạn thấy được đây là cái biểu đồ liên quan tới tốc độ đào thì sau khi mà Harvin xảy ra tháng 5 thì tốc độ đào không có giảm như là nhiều người nói mà chỉ giảm một số nhỏ sau đó lại tiếp tục lên trên con đường tăng trưởng kế tiếp và bây giờ đã đạt được đỉnh mới về tốc độ đào thì chúng cũng không muốn nói nhiều về tốc độ đào tại vì chúng ta cũng đang thấy là có rất nhiều giả thuyết liên quan đến tốc độ đào tại sao các bạn lại cần phải quan tâm thì mình nghĩ là có hai điều các bạn cần phải suy nghĩ tới điều đầu tiên đó chính là khi mà mạng lưới Bitcoin có tốc độ đào cao hơn thì có nghĩa là mạng lưới Bitcoin an toàn hơn tấn công mạng lên Bitcoin khó khăn hơn đó là điều đầu tiên và điều thứ nhì đó chính là sự ảnh hưởng giữa tốc độ đào với lại cái độ khó đào và điều đó sẽ liên quan đến là bán Bitcoin bao nhiêu nhưng mà đây là một cái vấn đề mà thường cảm thấy là chúng ta vẫn chưa có cái lời kết thúc Thường cũng đã từng à, chia sẻ rất nhiều những cái tài liệu liên quan tới cái mô hình độ khó đào của Bitcoin với lại giá cao của BTC như thế nào Nhưng mà để thường giải thích một cách đơn giản là tại sao nhiều người lại quan tâm đến tốc độ đào của Bitcoin Ngoại trừ việc là tốc độ đào càng nhiều Thì có nghĩa là mạng lưới đó càng nhiều à, cộng đồng tham gia vào để mà đào mạng lưới càng an toàn hơn Nhưng mà ngoại trừ điều đó ra thì tốc độ đào đã ảnh hưởng trực tiếp đối với lại một cái điều khác đó chính là độ khó đào Thì mỗi lần mà tốc độ đào tăng lên thì mỗi khoảng chừng 2 tuần độ khó đào cũng sẽ tăng theo Và mỗi lần mà độ khó đào tăng theo thì các bạn thấy là đào Bitcoin sẽ khó hơn Cho nên nhiều người sẽ cho là nếu độ khó đào tăng lên thì khi mà đào Bitcoin ra thì đào Bitcoin sẽ tốn kém hơn và những thợ đào họ sẽ không bán Bitcoin dưới cái số tiền mà họ đào ra được mà nếu như mà cái số tiền mà họ bỏ ra chi phí để mà đào Bitcoin tăng lên thì có nghĩa là cái giá thấp nhất mà những người đào chấp nhận bán ngày lại càng tăng lên đây là một điều tốt đối với giá cả của BTC đúng hay không thường cũng chưa biết được tôi đã chia sẻ một số những mô hình liên quan tới vấn đề này trước đây nhưng mà đây là một điều mà thường cũng đem đến cho các bạn trong video này liên quan đến tốc độ đào tại sao mà nhiều người bây giờ lại nói về tốc độ đào à, kế tiếp thì thường sẽ nói về altcoin tại vì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái tình hình bitcoin bây giờ là đi hàng hàng trong vòng mấy tuần qua nhưng mà chúng ta lại nghe nói tới rất nhiều và rất nhiều những altcoin có sự tăng trưởng liên tục à, chúng ta thấy là dogecoin tăng trưởng chúng ta à, thấy là đồng cardano tăng trưởng thậm chí chúng ta có thấy ethereum tăng trưởng và nhất là chainlink Changlin lại tiếp tục uh, tăng trưởng và phá đỉnh mới Các bạn thấy là khi mà giá cá Changlin tăng lên 50% Trong vòng chỉ có một tuần Thì đã khiến cho sự hứng thú liên quan tới nhiều người tìm kiếm cái từ Changlin Ở trên Google đã tăng lên Đây là cái tài liệu tìm kiếm từ Changlin từ năm 2019 cho tới bây giờ nghĩa là trong một năm qua Thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là Tới khoảng chừng ngày 12 tới tháng 7 có nghĩa là ngày hôm qua thì cái số lượng người tìm kiếm trang linh đã đạt được đỉnh mới ở trên Google tại vì cái tốc độ tăng trưởng mà cái giá cả của trang linh khiến cho nhiều người có hứng thú hơn và một số người hỏi thượng là bây giờ chúng ta thấy là liên tục hết đồng này tới đồng kia lại tăng lên trong khi Bitcoin đứng yên thì có phải là mùa altcoin đã tới hay là không thì mùa altcoin như thế nào nhưng mà nào mà mới tham gia vào thị trường crypto có thể là chưa từng trải qua một mùa altcoin đó chính là giống như là giữa năm 2017 và và đầu năm 2018 khi mà các bạn thức dậy buổi sáng thì các bạn thấy được là hết đồng này tới đồng kia à, ngoại trừ bitcoin ra thì các bạn thấy là hết đồng altcoin này tới đồng altcoin kia tăng 20% một ngày 30% một ngày thậm chí là trong thời gian chỉ có mấy tuần các bạn có thể là nhân 10 lần tài sản tại vì một cái đồng nào đó đã tăng lên tới 10 lần đó là cái thời điểm nhộn nhịp của mùa altcoin thế nhưng mà bây giờ hỏi thường là có phải là mùa altcoin đã đến thì trước hết thường chúc mừng những bạn nào mà đã lưu trữ đồng chainlink đây là một cái ERC20 token nghĩa là một cái token nằm trên mạng lưới của Ethereum à, và cái token Chainlink này dùng để mà trả những cái chi phí trên mạng lưới của Chainlink và mạng lưới này nó một cách đơn giản là mạng lưới để mà dùng kết nối những cái dữ liệu giữa những cái blockchain khác nhau cũng như là kết nối dữ liệu không phải ở blockchain mà kết nối với là những mạng lưới blockchain đây là một cách dễ hiểu là Chainlink này được sinh ra để làm gì nhưng mà điều thường muốn nói hơn với các bạn đó chính là liên quan đến cái sự quan hệ giữa Bitcoin và altcoin như là chúng ta nhìn vào cái bài viết này bài viết này là được chia sẻ cách đây cũng vài ngày à, các bạn thấy đến hùng refresh cái trang này lại thì các bạn thấy là bài này được chia sẻ 4 ngày trước đây ở trên trang web News BTC thì News BTC đưa ra à, một cái biểu đồ để thường zoom và các bạn nhìn rõ hơn các bạn sẽ thấy được là cái số phần trăm tăng trưởng trong cùng một thời gian đối với lại Bitcoin chỉ có 27 phần trăm trong khi các bạn thấy là những cái đồng mà trung bình hơn nghĩa là những đồng đứng hàng khoảng chừng là từ 20 cho đến 40 thì có sự tăng trưởng trong cùng một thời gian đó như năm 2020 từ đầu năm cho tới bây giờ thì tăng trưởng khoảng chừng là 54%, Bitcoin chỉ tăng trưởng có 27% trong khi những cái đồng nhỏ hơn những đồng mà giả sử như là hàng 50, 70 thì cái sự tăng trưởng những đồng đó là trung bình lên tới 141% như đây các bạn thấy là Bitcoin từ đầu năm cho tới bây giờ chỉ tăng 27% mà trong khi những đồng nhỏ trung bình tăng tới 141%, có nghĩa là tăng lên tới các bạn thấy là 4 5 lần so với lại BTC. Thì chúng ta hãy nhìn vào hai cái biểu đồ, mình thường cảm thấy là hai biểu đồ này sẽ nói lên được rất nhiều điều. Mà hai biểu đồ này các bạn cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều lần khi mà bạn lên trên web coinmarketcap.com và bấm vào BTC dominance thì các bạn sẽ thấy được những cái biểu đồ liên quan tới tổng số vốn hóa của thị trường này ở trên Coinmarketcap. À, hay là các bạn nhìn thấy những cái tài liệu liên quan tới cái phần trăm à, vốn hóa Bitcoin so với những cái altcoin này như thế nào Thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ à, này các bạn thấy được là cái đường màu vàng này đó chính là cái phần trăm à, chiếm lĩnh thị trường của BTC Có nghĩa là tất cả vốn hóa thì BTC chiếm bao nhiêu phần trăm so với là những cái altcoin khác Đó chính là những cái à, đường ở phía dưới này và đường màu cam này đường của Bitcoin thì có một điều mà các bạn cần phải lưu ý đến là cho đến năm 2017, nghĩa là từ lúc mà Bitcoin ra đời cho đến năm 2017 thì Bitcoin là chiếm lĩnh hầu như tất cả thị trường. Lúc đó chúng ta cũng có những altcoin nhưng mà những altcoin đó chiếm cái phần trăm vốn hóa cực kỳ thấp. Các bạn thấy được là Bitcoin nhiều khi chiếm tỷ số vốn hóa lên tới 91%, thậm chí những năm đầu tiên các bạn thấy có thể lên tới 96, 97% của tổng số vốn hóa thị trường là Bitcoin. Nhưng mà Năm 2017 đó chính là cái lúc mà altcoin nổi lên lần đầu tiên và các bạn thấy khi mà altcoin nổi lên thì một điều các bạn thấy trên màn hình đó chính là cái đường màu cam này đi xuống, có nghĩa là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin tính theo phần trăm so với những cái đồng khác trên thị trường thì đã từ từ đi xuống từ cái mức là 86% đầu năm 2017 tháng 2 cho đến liên tục đi xuống cho nên cái mức là các bạn thấy là tới tháng 6 năm 2017 hè đó tháng 6 tháng 7 đó thì altcoin đã nổi lên rất là nhiều đến mức mà các bạn thấy là Bitcoin tỷ số phần trăm chiếm lĩnh thị trường chỉ có 37% và Ethereum đã chiếm lĩnh 31% À, tổng số hóa của thị trường thời điểm này là thời điểm mà nhiều người gọi là flipping có nghĩa là nhiều người hoàn toàn tin tưởng là Ethereum có thể xoán ngôi Bitcoin trở thành đồng lớn nhất nhưng mà cuối cùng đã thất bại sau đó các bạn thấy được là phần trăm vốn hóa Bitcoin lại ngày, ngày càng tăng lên và phần trăm altcoin lại giảm xuống cho đến cái thời điểm là đầu năm 2018 thì cũng tương tự Bitcoin phần trăm vốn hóa giảm xuống và altcoin tăng lên và sau đó Bitcoin đã tiếp tục chiếm lĩnh thị trường mãi cho đến bây giờ là vẫn giữ cái tỷ lệ là trăm. thì các bạn phải để ý được một điều là giữa bitcoin với altcoin thì bitcoin phần trăm đi xuống thì altcoin tăng lên bitcoin phần trăm đi lên thì altcoin tăng xuống và cũng tương tự các bạn thấy điều này cứ liên tục xảy ra thì có một số người nói thì đương nhiên tại vì altcoin tăng lên thì sẽ lấy phần trăm từ bitcoin điều này cũng không gì gọi là lạ nhưng mà khi chúng ta nhìn vào biểu đồ này các bạn cần phải hiểu được là đây là những cái chu kỳ giữa bitcoin và altcoin có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy là bitcoin vẫn là cái cổng lớn nhất từ thị trường bình thường và trong thị trường crypto có nghĩa là những nhà đầu tư thì khi mà họ đi vào thị trường crypto họ sẽ thông qua bitcoin đồng đầu tiên họ mua phần lớn sẽ là bitcoin tại vì bitcoin là một đồng mà họ nghe nói tới trên tv một đồng mà họ nghe nói tới rất nhiều một đồng mà À, có thể là nhiều công ty lớn đang đầu tư cho nên họ tin tưởng Bitcoin hơn Mặc dù là họ không hiểu gì về à, thị trường crypto này Họ cũng không có hiểu gì về công nghệ Nhưng mà họ sẽ tin tưởng Bitcoin hơn là altcoin khi mà họ mới tham gia vào Tại vì họ thấy được là nhiều công ty lớn tin tưởng thì họ cũng sẽ tin tưởng Cho nên đó vẫn là cái cổng mà tiền từ bên ngoài đổ vào Sau khi mà tiền đổ vào từ bên ngoài Như là các bạn thấy được là năm 2017 hồi tháng 2 Thì lúc đó khi mà các bạn thấy là giá BTC đã tăng lên rồi sau đó lại đứng lại thì nhiều người cảm thấy là nhàm chán họ muốn có cái sự sôi động họ muốn có cái lợi nhuận cao hơn thì họ sẽ tìm đến những cái altcoin nhỏ hơn và đó chính là cái lúc mà tiền từ Bitcoin đổ vào thị trường altcoin khiến cho giá cả tăng lên cho nên các bạn thấy được là lý do tại sao mà những altcoin có thể tăng trưởng một cách chóng mặt như là 10 lần, 50 lần trong thời gian chỉ có mấy tuần là tại vì những altcoin căn bản là những altcoin nhỏ vốn hóa cực kỳ nhỏ so với lại BTC BTC các bạn thấy là chiếm lĩnh giống như là 100 tỷ, 200 tỷ vốn hóa thị trường như này thì bây giờ là BTC chiếm tới 62% của một của 272 tỷ. Có nghĩa là cái phần trăm BTC rất là cao. Và nếu như mà các bạn thấy được là BTC giảm 10%, có nghĩa là BTC đã giảm đi tới mười mấy tỷ. Mà mười mấy tỷ đó đổ vào một cái đồng nhỏ thì đương nhiên là các bạn thấy là vốn hóa có thể tăng lên gấp 10 lần, gấp 15 lần tại vì vốn hóa của BTC quá lớn cho nên các bạn thấy là giá cả của những altcoin tăng lên nhưng mà tới lúc mà tăng lên quá nhiều thì nhiều nhà đầu tư uh, lại chốt lời từ altcoin mà họ lại không có lấy tiền ra thị trường uh, tài chính truyền thống hay là không rút tiền về ngân hàng mà số lớn thường nghĩ là sẽ tiếp tục giữ tiền trong thị trường crypto này nhưng mà họ lại đẩy ngược trở về uh, Bitcoin tại vì họ cảm thấy là Bitcoin vẫn là một lựa chọn an toàn hơn và sau đó các bạn thấy được là giá BTC lại tăng lên khiến cho phần trăm chiếm lên thị trường BTC lại ngày ngày lại tăng lên một lần nữa và cứ liên tục đây là một cái chu kỳ khi mà BTC tăng lên tới một mức nào đó thì lại khựng lại mọi người lại đổ tiền từ BTC vào trong thị trường altcoin khiến cho giá cao altcoin tăng lên và cứ liên tục các bạn thấy được đây là một cái chu kỳ của thị trường crypto khi tôi nói tới là bitcoin và altcoin và điều này đã xảy ra liên tục từ năm 2017 cho tới bây giờ và chúng ta nhìn vào tình hình hiện tại thì câu hỏi bây giờ là có phải là chúng ta bước vào một mùa altcoin mới hay là không thì chúng ta hãy nhìn vào một cái biểu đồ khác để chính là biểu đồ trên này tổng số vốn hóa thì các bạn thấy rất rõ ràng là từ đầu tháng 5 cho tới bây giờ thường chọn à, trong vòng 2 tháng qua để chúng ta thấy được là hai tháng qua cái vốn hóa của thị trường này như thế nào tổng số vốn hóa tất cả các đồng như thế nào tại vì trong vòng 2 tháng qua chúng ta thấy cái sự tăng trưởng của Allcoin thì các bạn để ý được là cái số dòng tiền ở trong thị trường crypto này là hầu như không có sự thay đổi nhiều à, các bạn thấy là cái vốn hóa hầu như là cứ đi hàng ngang có nghĩa là sao có nghĩa là đương nhiên là có người rút tiền ra thị trường này có người đổ tiền mới vào nhưng mà trung bình thì không có cái số lượng tiền mới đáng kể tham gia vào thị trường này có nghĩa là sao có nghĩa là chúng ta chưa thấy được là mùa on coin thực sự đã xảy ra tiền mới trong thị trường vẫn chưa đổ vào tại vì nếu như họ đổ vào thì họ sẽ đổ vào bitcoin trước cái điều mà chúng ta đang nhìn thấy đó chính là cái sự nhàm chán của bitcoin về mặt giá cả khiến cho những nhà đầu tư rút tiền từ bitcoin để mà đẩy vào allcoin và khi mà họ có lời thường nghĩ là họ sẽ chốt lời từ allcoin và đem tiền đó ngược trở về bitcoin đó chính là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới vấn đề có phải mua allcoin đã bắt đầu hay là chưa thì đối tượng vẫn chưa bắt đầu tại vì chúng ta vẫn chưa thấy cái số tiền mới tham gia vào thị trường này mà cái tổng số vốn hóa vẫn tiếp tục đi hàng ngang trong vòng 2 tháng qua chỉ là cái số tiền đã nằm sẵn trong thị trường này đi từ Bitcoin về altcoin và thường tin tưởng là một chu kỳ mới lại tiếp tục có nghĩa là altcoin họ chốt lợi đẩy về Bitcoin trở lại các bạn nghĩ sao về vấn đề này các bạn comment ở phía dưới chúng ta hãy nói tới thị trường chứng khoán thì các bạn thấy được là thị trường chứng khoán ngày hôm nay là rất là dao động Hồi sáng này thôi nhìn vào những chỉ số thì các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones có khi tăng lên tới 500 điểm Nhưng mà kết thúc thì các bạn thấy được là kết thúc ngày hôm nay là so như là chỉ tăng có 10 điểm Trong khi mà sáng này đã tăng lên rất là nhiều Thì để thương cho các bạn một số những tài liệu liên quan tới thị trường chứng khoán ngày hôm nay là như thế nào Để các bạn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại Thì chúng ta nhìn vào chứng khoán hôm nay thì chính khoán của Hoa Kỳ đã tăng lên rất là nhiều tại vì chúng ta nhận được cái tin tức tốt liên quan tới công ty Pfizer và công ty BioNTech thì hai công ty này là hai công ty mà đang thử nghiệm những cái vaccine liên quan tới bệnh dịch và các bạn thấy được là có bốn cái vaccine mà nhiều người tin tưởng là rất là khả quan đặt cơ hội bốn cái vaccine này sẽ có thể giải quyết được cái vấn đề liên quan tới dịch bệnh và Hai công ty này đã nhận được cái uh, Fast Track Status có nghĩa là trạng thái nhanh thì khi mà chúng ta thấy một công ty mà họ muốn đưa ra một cái vắc xin thì có thể tốn thời gian rất là lâu nhiều khi là 18 tháng thậm chí là 2 năm mới có vắc xin ra được tại vì các bạn thấy là vắc xin đó phải được kiểm duyệt bởi FDA có nghĩa là Food and Drug Administration hay chúng ta có thể uh, hiểu đơn giản đây là một cái cơ quan mà họ quản lý thực phẩm và dược phẩm và cơ quan FDA này, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm này đã chấp nhận cho hai công ty Pfizer và BioNTech này có uh, cái cơ hội có cái đường tắt để mà đưa ra vaccine nhanh hơn họ sẽ quyết nhanh hơn là những cái vaccine khác để cho chúng ta có thể có được vaccine uh, liên quan tới dịch bệnh thì cái tin tức này đương nhiên đã khiến cho thị trường chứng khoán rất là hào hứng tại vì các bạn thấy được là đây là tin tức tốt chứng khoán thì dựa vào cái tình hình hồi phục của nền kinh tế và đương nhiên có vaccine thì nền kinh tế sẽ hồi phục lại nhiều người sẽ có cái lòng tin nhiều hơn họ sẽ không có lo sợ để mà đi mua sắm để mà đi ra ngoài mua sản phẩm mua dịch vụ hay là họ không có sợ khi mà họ đi làm trở lại thì đương nhiên đây là một điều mà rất tốt đối với lại tình hình của nền kinh tế và cổ phiếu đã tăng lên nhưng mà ngay sau đó chúng ta lại nhận được những cái tin tức xấu liên quan tới dịch bệnh và đặc biệt ngày hôm nay tin tức lớn nhất đó chính là tin tức liên quan tới cali thì thống đốc gavin newsom đã đưa ra cái thông báo à, các bạn thấy được ngay trên twitter ông ta cũng đã nói rất rõ ràng là về cái sự tăng trưởng của dịch bệnh ở cali cái con số ca tăng trưởng cứ tăng lên liên tục thì thống đốc Gavin Newsom đã ra cái quyết định là sẽ đóng cửa trở lại một số nơi trong đó chúng ta thấy là những cái nơi mà phục vụ bên trong như là nhà hàng hay là những cái quán bar, những nơi xem phim, những viện bảo tàng, những nơi vui chơi tất cả đều phải đóng cửa lại hết không cho phục vụ bên trong nếu như mà không cần phục vụ bên trong mà vẫn có thể làm ăn được thì có thể tiếp tục mở cửa như là các bạn thấy là những cái quán ăn thì trong thời gian 2 à, tháng qua thì những quán ăn đã có thể là bắt đầu mở cửa lại người dân có thể là đi vào trong quán ăn để mà ăn nhưng mà vẫn phải tuân thủ theo những cái luật liên quan tới à, ngồi cách xa nhà bao nhiêu nhưng mà với cái tin này thì tất cả những quán ăn những cái khu vui chơi những quán bar đều phải đóng cửa cho lại và những quán ăn chỉ có thể là bán chugo có nghĩa là các bạn bán người ta mua người ta về nhà để ăn chứ không cho người ta ăn tại chỗ vì lý do là không muốn tụ tập để dịch bệnh tiếp tục lan tỏa nhưng mà đặc biệt là những cái quán bar là không cho bán luôn tất cả những quán bar đều phải đóng cửa trở lại những cái tiệm nail thì đương nhiên phải đóng cửa tại vì những tiệm nail là phục vụ bên trong à, những cái nơi cắt tóc cũng phải đóng cửa tại vì phục vụ bên trong có nghĩa là miễn là phục vụ bên trong thì phải đóng cửa nếu như có thể phục vụ bên ngoài được hay là bán chugo thì có thể mở cửa nhưng mà ngoài trừ quán bar thì điều này đương nhiên là làm cho uh, những nhà đầu tư cực kỳ lo lắng về tình hình của uh, tài chính cũng như là tình hình liên quan tới cái nền kinh tế hồi phục như thế nào Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là cái sự việc liên quan tới dịch bệnh tăng trưởng không phải là một điều gì mới. Đây là một điều mà các bạn nhận được tin tức hàng ngày là tiểu bang này bao nhiêu ca nhiễm. Như là các bạn thấy được là Cali thì ngày chủ nhật mới đây đã đạt được kỷ lục là 8.358 ca nhiễm mới. À, trong khi mà cái phần trăm khi mà người ta đi kiểm tra là bị nhiễm nó tăng lên tới 7,4% và cái số lượng mà tăng trưởng trong vòng 2 tuần những người mà bị nhiễm nó lên tới 28%. Và cho đến ngày Chủ nhật thì cái số lượng người mà phải nhập viện vì dịch bệnh đã lên tới 6.485 Đây là những cái lý do tại sao mà thống đốc Gavin Newsom lại đưa ra những cái tài liệu ngày hôm nay à, Cũng như là chúng ta nhận được những cái tin tức khác liên quan tới Florida Thì các bạn thấy được là cũng là Chủ nhật cái số lượng người mà bị nhiễm ở trên Florida đã đạt cái kỷ lục còn cao hơn Cali rất nhiều đó chính là 15.299 ca nhiễm tổng số ca nhiễm của Florida đã lên tới 269.811 ca nhiễm và tổng số người tử vong ở Florida đã lên tới 4.346 thì đây là những cái thông tin mà khiến cho những nhà đầu tư lo ngại thì có thể nhiều bạn sẽ nói là hàng ngày thường cũng thường hay chia sẻ những cái thông tin dịch bệnh tăng trưởng như thế nào nhưng mà chứng khoán vẫn tăng trưởng thì điều này có gì khác so với trước đây Thường nghĩ ra cái sự khác biệt là trước đây thì cái sự tăng trưởng của dịch bệnh hầu như là thị trường chứng khoán không quan tâm tới tại vì họ cảm thấy được là vẫn chưa có một cái tiểu bang nào cho cái dấu hiệu là đóng cửa lại mạnh như là Cali và hôm nay thống đốc Gavin Newsom đưa ra cái thông tin là đóng lời hết tất cả những nơi này khiến cho những nhà đầu tư là bắt đầu hoang mang tại vì họ cảm thấy là Cali là cái tiểu bang đầu tiên mà đưa ra cái quyết định đóng cửa lại mạnh như vậy so với những cái tiểu bang khác trước đây thì cũng không có bằng như là các bạn thấy chúng ta nói tới những tiểu bang như là Texas, Florida thì họ có đưa ra những thông tin là đóng lại những quán bar chứ không có đến nổi mà ngay cả tìm cắt tóc, tìm nail cũng phải đóng luôn như là Cali hiện tại và thực ra chúng ta đã đóng hết Cali cũng không đúng lắm tại vì những quận lớn như là ở Los hay là ở San Diego hay là quận Cam đều phải tuân theo cái lệnh này và các bạn thấy được là tổng cộng là có 30 quận là phải đóng cửa có nghĩa là 80% của Cali là phải đi theo cái lệnh này và đây là lý do tại sao mà các bạn thấy là những cái chỉ số đã kết thúc không có được tốt đẹp như là hồi sáng này mặc dù chúng ta nhận được cái tin tức tốt Nhưng mà hôm nay thì ít ra khi chúng ta nhìn vào kết thúc của chứng khoán thì chỉ số Dow Jones thì cũng có thể nói là coi như là bằng phẳng Trong khi mà S&P 500 xuống 0,91% và Nasdaq xuống 2,13% Ngày mai thì như thế nào? Ngày mai thì các bạn thấy là những cái chỉ số future như là Dow Jones, S&P và Nasdaq thì có sự tăng trưởng mạnh tại vì nhiều nhà đầu tư bây giờ là đang trông chờ coi ngày mai khi mà chứng khoán mở cửa trở lại thì những ngân hàng sẽ báo cáo thu nhập như thế nào? Nhiều nhà đầu tư bây giờ thì cũng lạc quan là cái thu nhập báo cáo bởi vì những ngân hàng ngày mai sẽ tốt cho nên các bạn thấy là những cái hợp đồng tương lai đã có sự tăng trưởng một chút thì đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn